Vâng, thế anh. Vâng. Thế trường cho em xin lời nhận xét là như này. Vâng. Tất cả anh em xem bộ sập gỗ hướng đá của anh Tùng Tám Cất Khúc Cổng Khê. Cũng là cảm ơn anh mà xưởng cũng sản xuất một cái bộ sập đẹp như thế này. Vâng. Một không ai. Vâng. Cũng là xin cảm ơn. Vâng, thế thay mặt cơ sở xin cảm ơn anh Trường nhé. Và chúc anh mạnh khỏe, thân thể gia đình nhé, có nhiều sức khỏe nhé. Vâng. Lê Xuân Trường hả bác? Vâng, đây là cửa gỗ Tùng Tám, xin chào các bác nhé. Hiện tại là 3 giờ chiều của ngày 25 đây, 25 tháng Giêng âm lịch năm 2021, và tôi đang có mặt tại nhà anh Lê Xuân Trường ở xã Đỗ Sơn. Vâng, để bàn giao hai chiếc sập kia, một chiếc là hương đỏ Nam Phi đang trị cây nhân tầng này, còn chiếc này là hương đá này, hương đá anh đã để tại đây và cái mặt chúng tôi vẫn chưa cho xuống được, vườn vèo rất là vip. Ở chiếc kia tôi đang cho lên tầng. Bây giờ cứ để nghiêng thế đi lên thôi, đúng không? Bỏ mẹ cái ông tượng xuống đi. À nhưng mà khả năng không vướng ông đấy đâu, không vướng cái đấy đâu. Đây là tại nhà anh Lê Xuân Trường các bác nhé, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Vâng, thì đồ gỗ Tùng Tám tôi đang về để bàn giao cho anh hai chiếc sập. Vâng. Hai chiếc sập kia là một chiếc hương đang chuẩn bị cho lên tầng 2. Hương đỏ, hương đá là anh để đây để anh ngồi uống nước, để uống rượu ở dưới sân này đây. Đây là cái quây nhá, còn cái mặt đây chưa. Thì trên xe là đây, trên xe đây. Cái mặt đang ở trên xe này các bác. Mặt vườn rất là vip hàng ở trên xe. Còn thì một chiếc bàn thờ chân 24 gỗ mít nữa, và đang để cho ra ngoài cây năm là một đôi lọ lục bê. Rất chìa đẻ đấy. Vườn rất là kiểu các bạn. Nên nữa rồi. Cái đồng bình đấy đẹp đấy. Đồng bộ Tùng Tám xin chào các bác nhé. Hiện tại là 3 giờ chiều của ngày 25 thôi. Tháng riêng của nó âm lịch của năm 2021, và tôi đang có mặt tại nhà anh Trường ở xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đây. Vâng, để bàn giao cho một chiếc sập hương đá có kích thước là 1m8 x 2m2, và hàng cổ liền, và dạng dày 10 phân, khuôn tranh 10 ván, 2 phân đậm, và hàng trọng vân vip rất là đẹp đây. Và anh đã bữa trước anh đã sang nhà để ký duyệt phần mộc rồi, và hôm nay tôi đã sang để bàn giao cho anh đây. Vâng, rất là đẹp. Vâng, thế anh. Vâng. Anh Trường cho em xin lời nhận xét là như này. Vâng. Tất cả anh em xem bộ sập gỗ hướng đá của anh Tùng Tám Cất Khúc Cổng Khê. Vâng. Cũng là cảm ơn anh mà xưởng cũng sản xuất một cái bộ sập đẹp như thế này. Vâng. Một không ai. Vâng. Cũng là xin cảm ơn. Vâng, thế thay mặt cơ sở xin cảm ơn anh Trường nhé. Và chúc anh mạnh khỏe, thân thể gia đình nhé, có nhiều sức khỏe nhé. Vâng. Anh phát biểu ý kiến của anh là rất ưng ý bộ sập này, và vân rất là đẹp. Vâng. Đây quá trình anh đã đây, các bác nào có nhu cầu thì dùng sở hữu một chiếc sập đẹp như của anh Trường ở Đỗ Sơn này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và đây cơ sở em nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Còn có số điện thoại là 0987510806 đây. Vâng, rất là đẹp. Vâng, thì xin chào mọi người nhé.